Ngày 14 tháng 12 vừa qua, trường đại học thể dục thể thao Bắc Ninh đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm thành lập nhà trường, cùng với đó là lễ nhận huân chương lao động hạng nhất lần thứ hai. Đây cũng chính là dịp để nhiều thế hệ đã công hiến cho nền bóng đá Việt Nam trở về để giao lưu thể tiệu. Nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập trường, các cựu sinh viên khoa chuyên sâu bóng đá của trường đại học thể dục thể thao Bắc Ninh và đại học thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã có một trận đấu giao hữu với mục đích thắt chặt tình đoàn kết thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn. Rất nhiều những cầu thủ tham gia trận đấu này đều đang công tác và đóng góp cho bóng đá Việt Nam ở nhiều vai trò khác nhau, từ các trọng tài về lịch, nhà quản lý cũng như các thành viên của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Dù ít dù nhiều thì cũng là một trong thành viên để công hiến cho cái nền bóng đá của nước nhà đến thời điểm hiện tại. Tôi vào trường năm 2003 và tốt nghiệp năm 2007. Sau khi được ra trường tôi được học hỏi rất nhiều để đến ngày hôm nay thì hiện tại tôi đang là một trọng tài của Liên đoàn bóng đá Việt Nam. Các cái thế hệ học sinh sinh viên ở đây ra trường làm tốt các cái phong trào về cái thể dục thể thao, đặc biệt là cái phát triển bóng đá Việt Nam. Những trọng tài, giám sát, nhà quản lý bóng đá hay ban tổ chức các giải vô địch quốc gia thường ít có cơ hội tiếp xúc và hiểu nhau khi mà mỗi người đều có những mảng công việc riêng tách biệt cần phải thực hiện và những trận đấu như thế này có lẽ sẽ khiến tất cả xích lại gần nhau hơn.